Khung này đẹp mà, làm xong sơn đen đẹp rồi. Quán này mùng 6 khai trương, mùng 6 âm lịch. Nhưng mà đã bán nước uống rồi đấy. Đang có em hot girl xinh lung linh, phải zoom to lên tí. Zoom to lên xem nào. Zoom nữa đi em, zoom nữa đi. Cận lắm rồi. Lường từ nãy giờ rồi. À. Nhìn cũng đứng tuổi. Anh nghĩ đằng này chắc là khoảng tầm 19 tuổi. Không không, nhiều hơn, nhiều hơn. Chào anh em cơm lẩu Thúy Béo Ba tại Vinhomotion Bắc thì mình thấy là đã bắt đầu đón khách rồi và uống nước rồi. Hiện tại thì hôm trước mình có ăn ở bên 24 An Phú Trúc thì ông chủ quán có bảo là sẽ khai trương vào khoảng mùng 6 tháng 2, tức là khoảng thứ 6 tuần này. Hình như là cái bạn đeo kính đấy chính là quản lý, hoặc là hình như là con gái ông chủ đấy, chính là cái bạn Thúy Béo. Bạn không béo lắm nhưng mà ông chủ cũng lấy cái tên quán này các bạn. Hiện tại thì đã bán nước rồi, khách hàng đến thì có thể vào đây uống nước. Thúy Béo thì có, hiện tại đã có hai cơ sở ở Eco Park. Một là khu 24 Phố Trúc, hai là khu Thủy Nguyên. Và đây sẽ là Thúy Béo Ba. Ông chủ tên là anh Trung, đứng một cái áo màu xám xám. Đây là chính xác là con gái anh chủ, chính là em Thúy. Hiện tại thì biệt thự đang thi công nốt cái phần trang trí ở bên ngoài, trang đèn và trang cái cây xanh. Đấy, ông chủ đang cầm cái bó cây đấy, là anh Trung. Rất vui vẻ và nhiệt tình. Đấy, còn một anh đang đi ở giữa màn hình đấy cũng là một anh chủ nữa. Tức là cửa hàng, cả chuỗi này thì mấy anh em làm chung. Ở đây thì chuỗi Thúy Béo sẽ có Thúy Béo 3 và Thúy Béo 4 ở ngay bên cạnh. Ba căn thông nhau, à ba căn gần nhau. Căn số 71, 73, 75 thì hiện tại căn 75 này mùng 6 sẽ khai trương. Bên cạnh là căn 73. 73 sẽ làm nhà hàng hải sản và căn 71 quay lưới xanh thì sẽ làm cà phê Nhất Long. Đúng con gái anh chủ luôn anh ạ. Sướng ông chủ, sướng. Lại tối lại thấy lên Facebook rồi. Đây là quảng cáo miễn phí cho chủ nhà.
đông khách lắm. Đông khách bây giờ khách hàng chủ yếu là mấy anh em sale bất động sản và uống nước. Em này á? Ui hay quá nhỉ, cái này. Thôi anh dùng từ ngôn từ thế là không hay. Hay lắm. Xinh lắm, đấy. Chắc cả năm luôn cũng được check in được. Vào hình luôn. Trước anh em có comment là cái gì nhỉ? Cái khung sắt này xấu nhưng mình thấy đẹp chứ. Thi nhau chụp ảnh check in, live stream các kiểu. Mùng 6 thì quán cơm sẽ bắt đầu đón khách. Khách nãy anh thấy nét mà. Đến lần đầu tham khảo nhiều dự án lắm. Mà đi xem chim mình. Dạ. Biết chim không? Chim gì ạ? Con này đẹp không? À thiếu chơi chim à? Không, này. Đang ngắm ghé anh rồi. Thiếu sao nhỉ? Này có phải cái cô đang bán nước kia là bạn Thúy Béo đúng không nhỉ? Là con gái ông chủ. Nhà anh Trung này là đẻ được 3 cô con gái. Thì cái tên thương hiệu lấy là Thúy Béo là lấy tên một đứa con gái của anh ấy. Tức là nhà anh ấy có 3 đứa con gái á? Sinh được 3 đứa con gái. Ờ thì có 2 đứa con, trước sang ăn thì gặp rồi. Gặp lúc nào? Bé mà anh chủ quán này. Đấy có phải đâu nhỉ? À đây ông chủ rồi. Đâu bảo anh chủ anh đi bộ ra đây. Đi trong cái cô bác xong trong nhà tôi có mình nước thuốc của ông ăn mà. Đi ra một cái bao à. Con này nó là chuẩn vợ 2 hoặc là 3 mút gì đấy. Đấy anh chủ Trung đẹp trai.